Và nói đi nói lại thì trong quá trình làm các bạn cũng vẫn cần phải biết một số quy định để chúng ta muốn kết hợp với nhau. Điều đầu tiên là các bạn sử dụng cùng thương hiệu, sử dụng hệ thống rồi tham gia cùng với chúng tôi thì một điều chắc chắn là các bạn chỉ bán những mặt hàng mà chúng tôi cung cấp. Và nếu các bạn muốn bán những mặt hàng khác thì các bạn phải xin phép hoặc là các bạn phải thông báo để chúng tôi có thể chấp nhận hoặc chúng tôi có thể từ chối. Từ đó hai bên có thể kết hợp cùng với nhau. Và hàng tháng thì sẽ có nhân viên của chúng tôi di chuyển từ các cửa hàng để kiểm tra. Và nếu các bạn vi phạm thì chúng ta sẽ phải bàn bạc với nhau về vấn đề có tiếp tục hay không tiếp tục trong việc hỗ trợ các bạn để nhận quyền. Tại vì nguyên tắc, nếu chúng ta muốn kết hợp cùng với nhau lâu dài thì các bạn sẽ phải tuân thủ nguyên tắc của chúng ta. Tại vì không phải đơn giản với việc các bạn tự triển khai cửa hàng, các bạn thích nhập cái gì cũng được. Tại vì ở đây nó là một hệ thống và chúng ta còn phải đàm phán với nhà cung cấp để cùng tạo ra thành một giá trị một cách lâu dài. Ở trong quá trình về kinh doanh thì như vậy là bọn tôi sẽ tiến hành điều chỉnh về giá, điều chỉnh các mức hỗ trợ các bạn. Và nếu các bạn không muốn kết hợp với chúng tôi nữa, thông thường là chúng ta sẽ ký kết hợp đồng với nhau một năm. Trong một năm đấy thì các bạn sẽ tuân thủ theo hợp tác của chúng tôi. Và nếu sau một năm các bạn không muốn kinh doanh nữa, thứ nhất là chúng tôi sẽ hỗ trợ nhập lại toàn bộ hàng hóa. Và như vậy các bạn không phải lo vấn đề về hàng tồn. Việc thứ hai nữa là sau một năm đấy, trong quá trình làm kinh doanh, thì nếu các bạn ký kết hợp đồng của chúng tôi thì hàng lỗi, hàng hỏng, tất cả chúng tôi sẽ đều hoàn trả và đều thay thế cho các bạn. Còn sau một năm nếu các bạn không ký kết hợp đồng nữa thì chúng ta sẽ không còn ràng buộc gì với nhau. Các bạn sẽ không được sử dụng thương hiệu và sử dụng bàn quyền của chúng tôi để tiến hành làm việc kinh doanh. Và như vậy thì công việc cũng rất là rõ ràng. Nếu các bạn muốn kết hợp, chúng ta tuân thủ luật chơi cùng hợp tác với nhau. Còn nếu các bạn không muốn bán hàng nữa thì sau một năm chúng tôi sẽ tiến hành là thu hồi lại hàng hóa. Và như vậy các bạn sẽ được bảo toàn về vốn và có đơn vị đảm bảo là các bạn kinh doanh sẽ không bị lỗ. Đùa. Đây để nói ý nghĩa. Lừa. Chú lừa anh à? Biết. Ai sợ thật? Từ xưa đến nay thì trong mỗi gia đình chúng ta đều có trên bàn thờ chóe nhỏ đựng nước muối gạo. Và đây thì là một cặp chóe rất là lớn, thường được trưng bày trong bàn thờ lớn ở những gia đình quyền quý. Và như vậy thì chúng ta nhìn thấy là một quẻ chóe này chứa được 100 lít nước. Và việc cúng chóe này thì có sự tích như sau. Và từ xưa đến nay thì chúng ta thấy là nước là một phần cốt yếu của cuộc sống. Tại các quốc gia về nông nghiệp thì chúng ta thấy là việc mất mùa thì thường liên quan đến vấn đề đó chính là khô hạn, thiếu nước. Trong một gia đình cũng như vậy, nếu mà thiếu nước nghĩa là một thành phần trung hòa tất cả các yếu tố khác trong một gia đình, nước này sẽ giúp cho gia đình luôn luôn thuận hòa, may mắn, là nguồn gốc của sự phát triển. Cho nên từ xưa đến nay mỗi gia đình quyền quý đều muốn để trong nhà một chóe nước. Và nước ở trong nhà này cũng không phải là nước bình thường, thông thường thì sẽ là nước ở ngã ba sông. Thường là người ta sẽ đầu năm lấy nước để vào trong xóe để mong muốn là cả một năm lúc nào cũng đầy đủ, mọi thứ đều sinh sôi thuận lợi. Sau đó thì đến cuối năm thì thay nước để tiếp tục mang lại may mắn trong gia đình. Và như vậy thì đây là một cặp xóe được đắp nổi với tích ở phía trên này là công đào. Các bạn có nhìn thấy đây là công này, hoa đào này, với mong muốn là công danh sự nghiệp phú quý đại nhà. Ở phía trên này chúng ta có một con, đây là cặp sư tử. Tất cả các họa tiết sư tử này đều được đắp bằng tay, rất là cầu kỳ và chi tiết. Và các bạn có thể nhìn thấy từng cái nét đắp một này được vuốt rất là cẩn thận, làm cho cặp sư tử này rất là sống động như đang sống thực tế. Để có thể sở hữu một cặp bề này, cặp chóe này thì các bạn liên hệ ở website bachan.info, đơn vị độc quyền kinh doanh sản phẩm gốm sứ của thương hiệu Vạn An Lộc do nghệ nhân Vũ Mạnh Cường tại Bát Tràng cung cấp độc quyền.